Sammā sambuddhassa sa nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buổi chiều hôm nay sư sẽ hướng dẫn mọi người tập một pháp thiền, đó là hành một cái pháp thiền Kasina trong 10 cái Kasina trong pháp của Đức Phật dạy. Mình có 10 cái Kasina, tức là một cái biến xứ hình tròn mà mình phải tạo ra cái biến xứ hình tròn ấy để lấy đó làm đề mục, lấy đấy làm đối tượng để mình chú tâm, để mình định tâm, để phát triển cái tâm định tĩnh của mình vào được các tầng thiền và lấy cái nền tảng đó để phát triển thiền tuệ đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Có 10 cái Kasina mà mình có thể chọn một cái Kasina nào đấy cũng được. Tức là có Kasina đất thì người ta phải dùng đất sét, người ta chát lên một cái đĩa hình tròn đường kính 30 cm, tròn giống như là cái biến xứ Kasina trắng này này, đây là Kasina trắng này. Và mình phải treo ở trước mặt mình, để trước mặt mình khoảng 1 mét thôi, một sải tay với một kiểu khoảng hơn một sải tay một chút, tức là cách chừng 1 mét đến 1,5 mét. Và mình mở mắt mình nhìn, sau đó mình nhắm mắt thì mình hình dung, mình niệm đất đất đất. Còn có những người thì hình Kasina nước thì mình phải lấy một cái thau nước để trước mặt, sau đó mình nhìn rồi nhắm mắt vào niệm nước nước, Kasina nửa, Kasina gió, đấy là 4 Kasina thuộc về đất nước nửa gió. Và có 4 Kasina màu, đó là đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Thì các Kasina màu ấy thì mình có thể dùng sơn vẽ lên, sơn thành một cái vòng tròn để ở trước mặt và mình mở mắt ra mình nhìn. Và sau đó mình nhắm mắt lại và mình niệm đến cái màu đấy. Hành Kasina trắng thì mình nhắm mắt vào mình hình dung đến cái hình tròn trắng và niệm trắng trắng trắng. Hành Kasina đen thì nhắm mắt lại hình dung cái màu trời đen, niệm đen đen đen. Màu vàng, màu đỏ cũng như thế. Và ngoài ra còn có Kasina là ánh sáng và Kasina hư không. Hư không là một cái khoảng không gian có giới hạn này. Và ánh sáng là cái ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của đèn, của ngọn lửa đều được hết. Đấy là có 10 cách để tập về thiền định. Các cái biến xứ Kasina này mình sẽ phát triển được cái mức định nó rất là sâu. Có thể sẽ phát triển vào đến sơ thiền, đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và từ cái nền tảng của các biến xứ, các Kasina ấy, mình có thể tập lên các tầng thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đối với hành thiền hơi thở thì mình chỉ vào được đến tứ thiền sắc giới, chứ thiền hơi thở mình không thể tập nên các cái pháp thiền vô sắc. Còn đối với 10 Kasina này thì nó làm nền tảng để cho một cái người có thể phát triển lên các tầng thiền vô sắc giới. Và nhất là với cái người nào mà người ta muốn luyện về thần thông thì bắt buộc người ta phải thực hành cả 10 Kasina này, từ sơ thiền đến bát thiền này, để người ta thực hành thuần thục và những cái Kasina ấy làm cái nền tảng để người ta phát triển các cái thắng trí, các cái năng lực thần thông được. Nhưng mà đối với pháp của Đức Phật thì mình tập các cái Kasina ấy để mình có được cái định tĩnh thâm sâu. Có định tĩnh thâm sâu ấy rồi thì mình chuyển sang hành thiền tuệ, thiền Vipassana, để đi đến đoạn trừ các phiền não, đi đến giác ngộ niết bàn. Với một hành giả nào hành thiền hơi thở một thời gian mà mình cảm thấy nó không có sự tiến bộ, hoặc là mình hành thiền hơi thở mình cảm thấy rất là khó khăn, cảm thấy rất là khó nhập tâm, khó định tâm, khó chú tâm, có thể là do mình không phù hợp với cái pháp thiền này, mình có thể đổi sang một pháp thiền khác. Như là có thể mình sẽ chọn một cái pháp Kasina nào đấy làm đối tượng để thực hành thiền.
Những cái ca xin đá như đất nước lửa gió thì mình phải tạo ra, nên nó bất tiện là khi mình đi đến một cái môi trường khác mình không mang theo được. Còn những người người ta ở một cái tịnh xá riêng, người ta có thể làm những ca xin đá đấy, người ta treo ở trong cái tịnh thất và người ta hành thiền hàng ngày. Còn với những người mà hay thực hành những cái pháp thiền với một cái hội chúng đông thì mình không, mình sẽ thực hành bốn cái ca xin đá màu là đen, vàng, đỏ, trắng. Vì những cái ca xin đá này mình có thể quán được cái màu ấy nó ở trong thân mình hoặc là ở một cái người ngồi gần mình. Những cái này nó tiện hơn. Thì vậy nên là hôm nay sư sẽ hướng dẫn một cái ca xin đá, đó là ca xin đá màu đen. Và mình sẽ lấy luôn cái mái tóc của người khác làm cái đối tượng làm ca xin đá. Vì đây mọi người ngồi gần nhau và cái đầu của người khác là cái biến xứ của mình. Thì cái đầu nó cũng tròn tròn, nó có cái mái tóc màu đen và nó rất là tiện lợi. Nếu mình làm một cái ca xin đá mình phải để gần với mặt mình thì mình mới hành được. Ví dụ trên này có ca xin đá mà mình, một cái người ngồi từ dưới mình không hướng tâm lên trên này để nhìn được. Hướng tâm lên xa là nó mệt mỏi và mình không định tĩnh, không chú tâm được. Mình chỉ hướng tâm đến một cái đối tượng ở gần mình thì cái tâm mình nó mới bắt được vào cái đối tượng đấy và nó mới có thể chú ở trên đối tượng đấy và nó có thể nhất tâm định tĩnh được. Nên là thực hành vậy thì trong buổi chiều hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành một cái ca xin đá màu đen. Nó có bốn màu là đen, vàng, đỏ, trắng. Màu đen thì mình chỉ cần chú tâm vào, mình mở mắt mình nhìn cái mái tóc của người ngồi phía trước mình, sau đó mình nhắm mắt vào và mình hình dung ra cái mái tóc đấy, rồi mình cứ niệm đen 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 đen. Đầu tiên là phải niệm tóc 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 tóc, và lúc đầu là phải niệm như thế. Mình nhắm mắt vào, mình mở mắt ra, mình nhìn cái đầu, cái mái tóc đấy, sau đó mình nhắm mắt lại và hình dung ra cái mái tóc đấy, vẫn niệm tóc 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 tóc. Rồi mình niệm là tóc bất tịnh, tóc bất tịnh, phải niệm là tóc bất tịnh nhé, chứ không được niệm là tóc tịnh là mình sẽ tham ái với cái mái tóc của người khác, mà phải niệm là tóc bất tịnh, tóc bất tịnh. Và mình phải nhớ đến là cái tóc của mình, nó cái tóc của mình hay của người khác vậy, nó rất là hôi hắm, nó không phải là đẹp đẽ như mình, để mình không khởi lên cái tâm ưa thích mà phải khởi lên cái tâm nhàm chán. Khi cái mái tóc đấy nó hiện rõ ra ở trong tâm mình rồi thì lúc ấy mình mới để ý vào cái màu đen của cái tóc đấy và niệm đen 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 đen, cứ niệm như vậy mà mình phải hướng tâm sang cái mái tóc đấy, mình phải hướng tâm vào cái màu đen đấy và cứ niệm đen 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 đen. Và cứ niệm như thế, nếu như người nào mà có được cái chánh niệm tốt, có được cái tâm định tĩnh tốt thì có thể trong một cái thời thiền vì ấy sẽ có được nimitta ngay, có ánh sáng. Còn những người nào mà không có cái tâm định nó không tốt thì cứ phải niệm suốt từ đầu đến cuối, từ đầu giờ đến cuối giờ cứ niệm như thế, và mình phải xua hết những cái vọng tưởng, những cái tạp niệm, những cái năng sang đi. Với một cái người nào mà có định tĩnh tốt thì khi niệm như vậy có thể là trải qua 10 phút hoặc 20 phút hoặc 30 phút, có tùy từng người nhé, 40 phút, 50 phút hoặc 1 tiếng hoặc 2 tiếng sau, hoặc là nhiều, hoặc là có người phải tập như thế một thời gian. Sau đó thì mình sẽ thấy cái tóc đấy nó sẽ tan biến ra và nó sẽ xuất hiện một cái ánh sáng mờ mờ, ánh sáng mờ 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 mờ, mờ, mờ. Và cái ánh sáng đấy nó sẽ tiến sát ở trước mặt mình. Và cái người thực đấy mình cứ tiếp tục chú tâm trên cái ánh sáng đấy và cứ niệm đen 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 thì dần dần nó sẽ sáng rực lên. Có những người thì nó chỉ xuất hiện một lúc rồi nó mất, nhưng mà cũng có người nó sẽ kéo dài được lâu, tùy theo từng người. Đấy là, còn có những người thì phải thực hành một thời gian rất là dài thì sau đó nó mới có ánh sáng. Cái này nó không ai giống ai cả. Là lúc đầu ấy mình hành thiền thì phải nhớ là hướng tâm đến một người ngồi ở phía trước mình và gần mình nhất, và chú để nhìn mái tóc, sau đó mình niệm cái ca xin đá ấy. Còn với người nào mà muốn niệm ca xin đá trắng thì người đấy phải hình dung ra được cái xương sọ của cái người ngồi đằng trước, để niệm xương rồi nó hiện rõ ra, rồi bắt đầu mới niệm trắng. Nhưng mà niệm như thế thì nó khó hơn với người vì mắt thường mình không thấy mà mình phải dùng bằng cái tưởng. Còn cái tóc này
thì là mắt thường mình có nhìn thấy, cho nên là mình sẽ niệm như thế. Còn nếu như trong trường hợp là khi mình ngồi một mình ở một cái nơi rất là xa thì mình niệm ở đâu? Thì lúc ấy mình có thể hướng tâm lên trên đầu mình. Có trong cái trường hợp ấy mà mình không có một cái người nào ở đằng trước, thì một là mình hướng tâm lên trên ngay chính đầu mình, mình nhớ lại cái mái tóc của mình niệm tóc 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 bất tịnh, tóc bất tịnh. Thì sau đó mình niệm hướng tâm đến màu đen và niệm đen 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 đen. Thì đấy là ca sĩ lá đen này là nó có sẵn ở trong người mình, nên là mình có thể niệm được một cách dễ dàng. Hoặc là có những bây giờ mình ngồi, mình nhắm mắt và mình hướng tâm đến mái tóc của một người khác, và đến một cái thời điểm khác mình ở một mình và xung quanh mình không có ai, mà mình hướng tâm lên trên mình mà cảm thấy nó không được thoải mái, thì mình nhớ lại, mình có thể nhớ lại cái mái tóc của người đó. Không cần là người đó có hiện diện trước mặt mình, dù người đó là ở xa, nhưng mà mình vẫn tưởng nhớ lại được cái mái tóc của người đấy, và mình vẫn niệm tóc 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 bất tịnh, tóc bất tịnh. Sau đó khi mái tóc nó hiện rõ ra rồi thì mình hướng tâm vào màu đen của cái mái tóc đấy và niệm đen 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 đen, cứ niệm như thế. Và khi nó xuất hiện cái ánh sáng, niệm cho đến khi nào nó xuất hiện sơ tướng, nó xuất hiện cái nimitta, nó xuất hiện cái ánh sáng mờ mờ, thì lúc đấy mình mới không chú vào mái tóc nữa mà mới chú vào cái ánh sáng đó, và vẫn tiếp tục niệm đen đen đen, niệm cho đến khi nào mà ánh sáng ấy nó sáng rực này, nó sáng rõ này, và nó có thể duy trì liên tục được. Khi mà mình mà có thời gian mà thực hành những cái khoảng thời gian dài, như là có thời gian mình ngồi thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, mà mình ngồi mà nó xuất hiện cái ánh sáng đấy, mà mình giữ cái ánh sáng ấy liên tục được 1 tiếng hoặc 2 tiếng ấy, thì lúc ấy mình phải làm cái pháp gọi là mở rộng cái ánh sáng này. Khi nào nó xuất hiện ánh sáng, mình niệm đen đen đen, rồi nó sáng rực lên và mình có thể duy trì cả 1 tiếng, thì là lúc đấy mình phải mở rộng nó ra. Mình lúc ấy mình hướng tâm vào cái tự tướng ấy, và mình tác ý là cái mong cho tự tướng này mở rộng ra một chút, mở rộng ra một ngón tay, mở rộng ra một gang tay, rồi mở rộng ra thành một sải tay, rồi mở rộng ra thành hai sải tay, bốn sải tay, mở rộng ra khắp cái nhà này, mở rộng ra khắp cái làng này, mở rộng ra dần dần là khắp các thành phố này, mở rộng ra khắp cái tỉnh này, mở rộng ra khắp cái không gian này, mở rộng ra khắp cái đất nước này, mở rộng ra khắp thế giới, rồi mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên. Mở rộng đến mức mà đến khi tâm của mình có thể hướng được đến đâu thì hãy mở rộng nó đến đó. Sau đó rồi lại chú về. Khi mở rộng xong rồi thì lại chú về một điểm ở trước mặt này, và lại tiếp tục niệm đen đen cho đến khi nào cái ánh sáng đấy nó rực rỡ lên, nó đã mạnh mẽ rồi, nó vững chắc rồi, thì lúc đấy mình mới không cần niệm nữa. Với người mà đã thực hành lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, đạt được cái định tĩnh mạnh rồi, thì cứ nhắm mắt vào niệm đen đen một cái là nó sáng rực lên, rồi chú vào cái ánh sáng đó, và có thể chú ở đấy liên tục được mạnh mẽ rồi thì mới không cần niệm đến cái khái niệm. Còn cái người mới thực hành là luôn luôn phải niệm đến cái khái niệm ấy. Cái pháp môn nào cũng vậy, cái lúc đầu mình cần phải nương vào một cái khái niệm để cho cái tâm mình nó khỏi đi năng thang, khỏi đi năng xăng. Còn khi nào mà nó đã chú được ở trên cái đối tượng đấy vững chắc rồi thì mình phải buông cái khái niệm ấy đi, không cần khởi lên khái niệm nữa, mà nó vẫn có được cái định tĩnh vững chắc thâm sâu. Những cái pháp môn tập về các cái ca si lá này, thì với người nào ấy mà mình đã từng thực hành một pháp thiền nào rồi, như là thiền hơi thở, hoặc là bất cứ một pháp thiền ca si lá nào trước đó rồi, mà mình đã có định rồi, mình đã có được cái tâm định tĩnh, có được cái ánh sáng rực rỡ rồi, thì bây giờ mình chuyển sang hành cái pháp môn này, nó sẽ sáng ngay. Nhắm mắt vào mình niệm một lúc thôi, 5-10 phút cái là nó sẽ có ánh sáng ngay. Đấy là với những người mà mình đã từng tập những cái pháp thiền khác, đã có định sâu rồi, thì tập sang một cái pháp mới này nó cũng rất nhanh chóng có kết quả. Còn với những người nào mình bây giờ mình mới bắt đầu tập, thì với một cái thời đầu tiên thì có thể nó sẽ không có, và mình phải kiên trì thực hành hàng ngày, nhiều tháng, rồi sau đó nó mới đắc định được, là nó mới tỏa sáng lên được. Và bây giờ đến cái giờ mọi người sẽ thực hành.
Và mọi người nhớ là mình chỉ mở mắt ra mình nhìn, mình ghi nhớ, sau đó mình nhắm mắt vào và niệm, và mình hướng tâm mình về cái mái tóc của người ngồi phía trước ấy, và cứ niệm là tóc bất tịnh, tóc bất tịnh, tóc bất tịnh. Và khi cái mái tóc hiện rõ ra thì mình mới để tâm vào cái màu đen đó và niệm đen 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 đen, và cứ niệm liên tục như vậy. Và mình giữ được cái chánh niệm và giữ được cái đối tượng là cái màu đen đấy, và cứ duy trì cái chánh niệm ấy, duy trì cái câu niệm ấy và cái hình ảnh ấy, mình phải duy trì liên tục, giữ tâm ở đấy một cách vừa phải, tự nhiên, không mạnh không yếu, không căng thẳng quá, mà cũng không có suy nghĩ năng xăng quá, mà cứ thực hành một cách nhẹ nhàng, vừa phải, đều đặn, cứ liên tục như vậy, thì dần dần cái tâm của mình nó sẽ thể nhập với cái màu đen đó, và nó sẽ đắc định, và nó sẽ đạt được nhất tâm định tinh. Rồi bây giờ mọi người bắt đầu vào thời thiền, kéo dài 30 phút.